ra là đến cho đến bây giờ thì anh thấy là nói chung là ở cơ sở của mình này là điều trị anh thấy nhân viên các thứ là rất là tốt, công nghệ rồi máy móc bây giờ là anh thấy nội dung là đến so với đến bây giờ là anh cũng cảm thấy đỡ rất là nhiều. Nói chung là đến với cái cơ sở của mình anh cũng cảm thấy hài lòng, cũng cảm thấy rất là thoải mái, cũng không có gì cả, anh thấy thoải mái và cũng anh cảm thấy nó cũng đỡ dần, cũng khá khá rồi, thì nói chung là cũng cũng thấy vui. Kiểm tra cái kết quả tình trạng phần chạm bớt đỏ của chị khách ngày hôm nay thì nhận thấy là những cái điểm chạm bớt đỏ đáp ứng điều trị rất rõ rệt, là nó mờ đi rất là nhanh. Sau 4 buổi điều trị, hôm nay là buổi thứ 5 thì cái phần chạm bớt đã đỡ được khoảng tầm 60%. Chị rất hài lòng về kết quả đấy, chị thấy mờ rõ ràng luôn. Lần này lên đây chị thấy mọi người nói thì chị cũng thấy là cái chạm của chị gọi là ổn định, chị thấy rất là mừng. Chạm của mình thì nó bị từ từ nhỏ sơ sinh đẻ ra lại có rồi vết chạm đấy. Trước cái thực nó vết chạm nó chỉ nhỏ bằng cái đầu ngón tay này thôi, nhưng mà càng lâu thì nó lại càng rộng ra ấy. Chồng chị tìm hiểu trên mạng thấy người ta lại giới thiệu về Ohio của mình, vết chạm của chị cũng thấy nó mờ mờ đến sắp hết rồi. Các bạn ở đây thì nhiệt tình với lại ăn nói nhẹ nhàng, thích lắm. Sau một buổi điều trị tại thẩm mỹ viện Ohio thì tôi thấy là vết chạm của mình cũng có mờ đi, có sự mờ đi. Đây là chạm bớt tôi bị bẩm sinh, và vì cái chạm bớt này mà tôi mất tự tin trong giao tiếp. Và cũng xin cảm ơn thẩm mỹ Ohio đã giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Sau khi bán xong thì cảm thấy là cũng không có gì là đau rát, hoặc là vẫn bình thường, sinh hoạt bình thường và đi làm bình thường, rất là tự tin để đến điều trị, và để điều trị mùa thứ hai ạ.